Xin chào mọi người, Diệp Minh đây. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã gửi cho mình nhiều câu hỏi. Bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu vào video Q&A đầu tiên nhé. Mình sinh năm 1993, mình cao 1m58, nhưng mà vì đầu hơi to nên là nhìn ở ngoài trông có vẻ thấp hơn. Chị Minh thích màu gì? Mình thích tất cả các màu. Tại sao tên ở nhà của chị là Úc ạ? Vì hồi bé mình khá là nghịch và phá hỏng rất là nhiều đồ chơi, cho nên là bà và mẹ mình có bảo là ốc bươu vàng phá hoại mùa màng. Phương châm sống. Nếu mà bạn yêu đời thì cuộc đời sẽ yêu lại bạn. Xến quá nhở, mấy cái này dịch ra nghe cứ xến. Công việc hiện tại của chị là gì ạ? Hiện nay mình là giám đốc nghệ thuật trong mảng truyền thông số. Chị có thể nói sơ qua về công việc của mình không ạ? Công việc của mình ở công ty là quản lý và định hướng các dự án về mặt nghệ thuật cho các nhãn hàng dựa vào nhiều nền tảng và phương tiện truyền thông khác nhau như social media, website, email, mobile apps hay đôi khi còn là những cái game nho nhỏ đơn giản nữa. Ở công ty thì có nhiều giám đốc nghệ thuật khác nữa và bọn mình hầu như là hoạt động riêng lẻ, thỉnh thoảng mới có những cái dự án chung. Mỗi người sẽ cai quản những cái dự án nghệ thuật cho các nhãn hàng khác nhau. Mình có các nhãn hàng như là ô tô, thực phẩm Nhật, Hàn này, thức ăn và thuốc cho chó mèo này, hãng bút, hãng từ điển, cả hãng báo nữa, vân vân. Bọn mình thường làm việc thân cận với một copywriter, người cho mình những content, những nội dung chữ để cùng nhau làm nên một cái ấn phẩm thiết kế. Ngoài đưa ra ý tưởng, phương án, làm brainstorming cho nhiều dự án khác nhau thì bọn mình cũng bắt tay vào thiết kế như mọi designer khác. Nói về kỹ năng, hầu như bọn mình đều có khả năng làm về graphic design, illustration, branding, animation, UX, UI. Công việc của bọn mình được lên plan theo tuần, thực hiện nhiều dự án cho những nhãn hàng khác nhau. Chính vì vậy mà đôi khi mình cũng kiểu bị ý tưởng một chút. Thế nhưng mà vì tính chất của công việc khá là đa dạng cho nên là mình không bị chán. Có những thời điểm, cái hồi mà chưa có Covid ý, thì đúng kiểu mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Nói thì dài nhưng mà chưa thấm vào đâu. Nếu mà mọi người vẫn còn quan tâm đến công việc của mình thì mình sẽ chia sẻ ở các vlog sau ngay khi có thể nhé. Công việc đầu tiên của chị là gì thế ạ? Làm cách nào chị tìm được công việc đó ạ? Yêu chị. Công việc đầu tiên mà mình có được là làm thực tập sinh thiết kế cho một cái phòng trưng bày. Mình được một bạn cùng lớp giới thiệu, nộp CV và thế là mình cũng được nhận. Hồi đó mình chọn Pháp là tại vì học phí của Pháp rẻ so với các nước khác. Và mình đi du học tự túc. Những trường chị đã học ở Pháp ạ? Mình đã học licence ngành Art Plastique của trường 8 Vincennes Saint-Denis. Sau đó Master 1 mình chuyển qua Design Art Media của Pantheon Sorbonne, là trường 1. Sau đó mình lại chuyển sang LISA ngành Direction Artistique spécialisé UX Design. Học phí cho toàn ngành học của chị bên Pháp là bao nhiêu vậy ạ? 3 năm licence mình đóng tầm 200 euro mỗi năm. Sau đó Master 1 thì mình đóng khoảng 400-500 euro. Đến LISA là Master 2, vì là trường tư nên học phí có hơi cao, khoảng 7.000 euro. Mà may là mình không phải đóng, tại vì mình học Formation en Alternance, là kiểu bạn sẽ được vừa học vừa làm. Mình sẽ được trả tiền học và sau đó thì công ty trả tiền lương cho mình nữa. Chị Minh học design từ bao giờ vậy ạ? Mình chính thức học design vào năm 18 tuổi ở Hà Nội FPT Arena trước khi sang Pháp 3 năm. Ngành mà chị đã học có hỗ trợ gì nhiều cho công việc hiện tại của chị không ạ? Có chút từ lúc ở Việt Nam cho đến sang Pháp, từ graphic design đến nghệ thuật tạo hình, rồi là lịch sử nghệ thuật, rồi kiến thức về UX UI thì tất cả là đều có hỗ trợ cho công việc của mình sau này. Chị đã làm việc gì vậy ạ? Đã học khối nào để làm ngành này? Mình học khối D. Chị muốn học đại học nào nhất? Nếu được cho chọn lại thì chị vẫn sẽ muốn được học LISA nhưng mà học sớm hơn. Con đường đến với ngành thiết kế như bây giờ của chị ạ. Thực sự thì đây là cả một chặng đường vừa bình yên vừa kỳ thú. Kể từ hồi mình biết đến Photoshop là năm cấp 2 đến bây giờ. Nhưng mà vì nó quá dài cho nên là mình cũng xin phép được chia sẻ trong một video khác. Lúc mới qua Pháp chị có tìm việc làm thêm không ạ? Khó khăn chị đã gặp khi ở Pháp là gì ạ? Mình đã làm qua siêu nhiều việc làm thêm ở Pháp. Phụ bếp này, dọn phòng này, xếp hộp sushi này, bồi bàn, designer gallery. Nói chung mỗi công việc đều có tí tỉ chuyện để kể. Mình xin hứa là sẽ làm video, xin hứa chắc chắn. Khó khăn lúc mới qua thì chắc là tiếng Pháp rồi, tại vì mình còn rất là bập bẹ và đã có rất nhiều chuyện dở khóc dở cười diễn ra. Mình biết mấy thứ tiếng,
Ý bạn là mình biết nói hay sao nhỉ? Bah, je parle français dans la vie quotidienne. Du coup, on peut dire que c'est assez courant. Tiếng Anh thì mình biết đọc và nghe, nhưng mình không nói. Mình hiếm khi nói lắm. Iznayu Ruski Alphabet. Mình biết đánh vần tiếng Nga tại vì ngày xưa mình có học nửa kỳ ở Đại học Hà Nội khoa Nga. Chị bắt đầu học tiếng Pháp từ mấy tuổi và chị thấy tiếng Pháp có khó học không ạ? Mình bắt đầu học tiếng Pháp từ năm 21 tuổi và mình học cấp tốc trước khi sang Pháp trong khoảng 8 tháng. Hồi học ở Việt Nam thì mình thấy không khó đâu, nhưng mà càng hiểu về tiếng Pháp hơn ý, thì mình càng thấy khó. Để phát âm tiếng Pháp thì chắc là phải chăm một chút và không được ngại. Rồi là biết mình sai ở đâu để đọc đi đọc lại. Luyện nhiều thì miệng và lưỡi mình nó cũng sẽ quen ý. Trong ngày thì mình thường lưu ý những cái từ mà mình phát âm có vẻ hơi sai, để mà buổi tối lúc đánh răng thì mình luyện lại. Ví dụ như cái từ rigoureux. Cái từ này không hiểu sao mình cứ bị nhịu hoài ấy, thành ra là mình vẫn nói sai. Mình cũng hay nhờ đồng nghiệp sửa cho mình các cái từ mà mình phát âm không tốt nữa. Hồi ở Việt Nam thì mình học có lớp có thầy ở L'Espace Hà Nội. Từ hồi sang Pháp thì mình học kiểu phủi hơn, tự học trong đời sống hàng ngày, đồng nghiệp dạy, hoặc là có từ mới hay là cấu trúc mới thì mình sẽ tra và mình tự học. Về làm video hướng dẫn học tiếng Pháp thì mình thấy có rất nhiều bạn khác đã giỏi và chắc tiếng Pháp hơn mình đã làm rồi, như là video của Lan này, video của Từ Hà An. Các bạn nói rất hay nên mọi người ghé xem nhé. Còn trong tương lai, nếu mọi người vẫn hứng thú về các tips hay là các cái mẹo học tiếng Pháp kiểu phủi thì mình vẫn có thể làm kể chuyện tình yêu của chị ốc với chú rể đi ạ. Câu này không phải là câu hỏi mà đây là một câu mệnh lệnh. Chị gặp anh Dũng năm chị bao nhiêu tuổi thế ạ? Mình gặp chú rể năm mình 17 tuổi. Chị kém chú rể mấy tuổi ạ? Chú kém mình... À nhầm, mình kém chú 8 tuổi. Đấy, thế là các bạn đã đoán được tuổi của chú rể chưa? Chú làm về lĩnh vực gì vậy ạ? Chú làm nghề kiếm chút xu. Chị kể về nơi tình yêu bắt đầu đi ạ. Nơi tình yêu bắt đầu là ở rạp chiếu phim. Bọn mình đi xem How to Train Your Dragon. Điều mà mình thích nhất ở chú rể từ ngày đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ là sự chân thành. Anh chị có từng yêu xa trước khi về một nhà không ạ? Siêu thích vlog của chị Min. Cảm ơn bạn. Bọn mình thì không yêu xa trước khi về một nhà. Bọn mình lên kế hoạch đi du học cùng nhau, bay cùng chuyến luôn. Chị với chú rể lúc yêu có hay giận nhau không ạ? Sao em với người yêu với em cứ giận nhau hoài thôi? Yêu nhau thì phải giận nhau chứ. Hồi mới yêu thì bọn mình cũng hay giận nhau, nhưng mà càng về sau này thì hiếm dần. Ở nhà bình thường ai là người hay nấu nướng dọn dẹp ạ? Hiện nay việc nấu nướng và dọn dẹp trong nhà thì bọn mình 50-50. Instagram của chú rể ạ. Sao hôm nay giọng mình khô quá ta? Lý do tại sao chị sống ở Pháp mà không ở Việt Nam vậy ạ? Sau khi học xong thì mình và chú rể có việc làm luôn. Bọn mình cũng thích môi trường này, thiên nhiên và các phúc lợi xã hội ở Pháp, nên tạm thời thì bọn mình cứ ở đây đã. Nhưng nếu được chọn thì vẫn sẽ là đi đi về về ở cả hai nước. Em Minh ở Pháp được bao lâu rồi? Có ý định xin quốc tịch Pháp luôn không? Hay sẽ về Việt Nam sau một thời gian? Em ở Pháp được 6 năm rồi. Từ năm ngoái thì em đã chuẩn bị để nộp xin quốc tịch, nhưng mà vẫn chưa đặt hẹn được. Tại vì vùng của em cần phải đặt hẹn để lên nộp hồ sơ ấy. Thu nhập bên đấy ổn định không ạ? Có thể nói là ổn định, dù là có nhiều chênh lệch giữa các ngành. Ngành của mình thì mình thấy cũng đủ tiêu với những cái nhu cầu của mình. Câu hỏi từ em Linh. Rất là khó để chọn, nhưng mà chắc là điều mình yêu thích nhất là thiên nhiên và khí hậu của nước Pháp. Em nghe bảo Pháp ngoài đời không thơ mộng như trong phim, chị thấy có đúng không ạ? Mộng mơ hơn trong phim chứ, nhưng mà đương nhiên là có những góc mà người ta không bao giờ quay. Chị ơi, đi du học ở Pháp xong thì có được xin visa ở lại không ạ? Hiện nay sau khi học xong, nếu mà bạn có một cái hợp đồng công việc hoặc là một cam kết tuyển dụng với đi kèm nhiều điều kiện khác nữa, thì bạn có thể xin một cái thẻ cư trú dành cho người đi làm. Thẻ này có hạn 1 năm hoặc là nhiều năm. Ngoài ra sau khi học xong Master thì bạn có thể xin một cái giấy cư trú tạm thời gọi là APS để có thể có 1 năm để đi tìm việc làm. Hãy lưu ý là các yêu cầu về giấy tờ này sẽ luôn thay đổi nhé. Khó khăn và cách vượt qua khi sống xa quê hương. Mình nghĩ khó khăn lớn nhất chính là phải rời xa vòng tay của gia đình rồi. Nhiều khi mình thấy khá là lủi thủi và cô đơn, đặc biệt là những lúc Tết nhất hay là nhà có chuyện. Cũng may mà thời bây giờ thì bọn mình có thể dễ dàng gọi điện rồi video call
Mình thì cũng đỡ hơn các bạn khác ở chỗ là mình cũng có chú rể bên cạnh nữa. Chị cho em xin công thức chỉnh ảnh và vlog của chị ạ. Mình không có công thức hay là preset hay cái gì để có thể chia sẻ cho các bạn, tại vì từng ảnh và từng video thì mình sẽ edit theo các kiểu khác nhau để làm đẹp hơn những cái gì đang sẵn có và khắc phục những cái điểm xấu. Thế thôi. Hiện nay thì mình dùng Final Cut Pro để dựng và Procreate để vẽ mấy cái hình sticker nho nhỏ và chữ mà mình hay cho vào video ấy. Nhạc thì mình sử dụng của YouTube Audio Library hoặc là Thematic. Hai nguồn này là free. Ngoài ra thì mình cũng có mua thêm nhạc bản quyền của Artlist. Chị Minh có thể chia sẻ về những thiết bị quay chụp chị đang dùng không ạ? Đồ quay chị dùng những thiết bị hãng nào ạ? Camera, audio, tripod, thanks chị. Cho đến thời điểm hiện tại thì tất cả các video du lịch mà mọi người hay xem thì mình quay bằng iPhone XS và em Canon G7X Mark II. Từ đầu năm nay 2021 thì mình mới chuyển sang em Sony 6400 và mình có tậu cho em ấy một cái mic là Rode Video Micro Compact thì phải. Tripod thì mình dùng mini tripod của Manfrotto. Gimbal thì mình dùng Jiyun Crane M2. Về âm thanh thì mình ghi âm bằng iPhone và cả em Tascam GR40X. Đúng không? Em này thì mình mua là để nghịch làm ASMR. Mình tự ghi âm xong mình tự nghe. Đây, nó có thể thu stereo. Chị ơi, em muốn bắt đầu học quay và dựng, em nên bắt đầu từ máy ảnh nào và áp dựng nào ạ? Mình nghĩ là bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ thiết bị ghi hình nào mà bạn có. Về phần mềm dựng thì tùy vào bạn dựng trên iPhone, iPad, PC hay là Mac thì chỉ cần bạn dùng cái gì tiện cho bạn là được. Một video chị edit thường mất bao lâu ạ? Có những video có chủ đề rõ ràng thì mình edit có thể từ 3 đến 5 tiếng. Nhưng mà có những cái video mà mình quay quá nhiều footage, cả mình và chú rể cùng quay, như kiểu video du lịch ý, thì có thể lên đến 10 tiếng. Tip chọn outfit đi chị, em thích outfit của chị lắm ạ. Cảm ơn bạn. Mình thì mình chọn những món phù hợp với ưu và nhược điểm của cơ thể mình thôi. Mình cũng hay mua những món mà có thể kết hợp với những món có sẵn trong tủ. Chị Biên hay mua váy hay quần áo ở shop nào Hà Nội vậy ạ? Mình về Hà Nội thì hay lang thang trên phố, thấy chỗ nào đẹp và mặc vừa thì mình mua một lố. Vần thế. Mình mua một lố luôn để tiết kiệm thời gian. How to define your fashion style? I'm not sure if I have a style. I wear different kinds of outfits, I would say. But I love things that are comfy and vintage. Mấy cái câu hỏi này kỳ quá vậy? Hai chị có muốn mở lớp dạy chụp hình không ạ? Mình chưa đến tầm đấy ạ. Cách để trẻ như chị ạ. Sao Diệp Minh trẻ hoài với em? Cái này ngoài chăm sóc da ra thì còn do gen nữa ạ. Tại vì em giống mẹ, mà mẹ em thì 55 tuổi nhưng mà trông mẹ em như thế này. Chị nói về điều chị yêu ở chú rể và bóc phốt thật xấu của chú ấy đi chị. Chị bên Pháp người ta đi làm kiểu gì mà em thấy chị đi chơi mãi giữa. Pháp một người đi làm từ thứ 2 đến thứ 6. Mình thì đi chơi vào cuối tuần và những ngày nghỉ. Và ở Pháp thì mình có khoảng 30 ngày nghỉ có lương. Các món ăn và chị thích tại Pháp và Việt Nam. Đồ Pháp thì mình thích eclair và cái bánh gì đó không ngọt ý. Nhưng mà hầu như mọi lúc thì mình lại thích đi ăn bánh Nhật, uống trà sữa Đài Loan. Còn lúc về Việt Nam thì đồ gì mình cũng thích, chè cháo bánh rồi hoa quả, mình thích hết. Chị Diệp Minh ơi, em là con gái, làm sao để chủ động đây ạ? Làm sao? Các bạn ơi, con nào cũng nên chủ động hết á. Chị thích đồ ngọt hay đồ mặn hơn ạ? Mình thích ăn đồ mặn trước rồi đến đồ ngọt sau. Chị thích để móng tay dài hay móng tay ngắn? Mình thích tay trái thì ngắn, còn tay phải thì dài. Chị có nhận chụp ảnh không ạ? Không ạ. Sau khi sống ở Pháp lâu như vậy, lúc về Việt Nam chị có suy nghĩ gì về quang cảnh nước mình ạ? Mỗi lần bay về nhà xong rồi đi về từ sân bay Nội Bài, suy nghĩ đầu tiên của mình thường là ôi ẩm quá, bụi quá, cho nên là mình không nhìn được phía xa nơi có các tòa nhà ở phía chân trời. Sau đó thì mình thấy là có rất nhiều sự thay đổi, hiện đại quá, dù là mình xa nhà cũng chưa lâu. Nhìn chung thì mình thấy quang cảnh của nước mình rất là đẹp, cho dù là đi quanh khu nhà hay là đi chơi xa thì mình vẫn lúc nào cũng săng săng máy ảnh
chụp ảnh như kiểu dân du lịch ấy. Tại vì mình cũng ít khi được về nhà mà. Điều dạo này khiến chị vui ạ. Gần đây mình thấy là mọi đồ vật hay là cái cây, bông hoa, đám mây hay là con mèo thì mỗi thứ đều có những cái câu chuyện riêng thú vị của nó ấy. Thế là tự nhiên mình vui. Khi buồn hoặc stress thì chị sẽ làm gì ạ? Nếu là buồn thì mình sẽ buồn gấp cho xong. Thực ra thì cũng có những cái chuyện mà mình mất một khoảng thời gian dài mới chấp nhận được rằng là buồn cũng không để làm gì cả. Sau đó thì mình process sang một cái giai đoạn khác. Còn nếu mà là stress thì chắc là bạn có deadline hay là có khúc mắc gì ạ? Nếu mà thế thì mình sẽ cố gắng vạch ra cái hướng giải quyết sớm nhất có thể. Còn nếu đó là cái chuyện mà không thể giải quyết được thì mình sẽ chấp nhận nó này. Mình sẽ làm một cái gì đó để cảm thấy thoải mái hơn, như là đánh đàn, xem phim, đọc sách, hoặc là mình sẽ chia sẻ vấn đề của mình với ai đó để có được lời khuyên hoặc là sự giúp đỡ. Điều gì làm chị Minh cảm thấy hạnh phúc nhất? Một câu hỏi cực khó. Mình nghĩ là hạnh phúc nhất đó là khi mà mình không còn đi tìm nó nữa, mà mình thấy đầy đủ ngay ở cái giây phút bây giờ rồi. Bí quyết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Mình cũng đi du học và thấy thật stress vì lắm việc không tên quá. Mình cũng từng bị như vậy. Có lẽ là do bây giờ mình có một cái lịch làm việc rõ ràng hơn nên mình cảm thấy mọi thứ nó trôi chảy hơn. Ví dụ như ngày nào là ngày dọn nhà, ngày nào đi chợ và đi chơi. Và mình cũng cố gắng giữ cho mình một cái tâm lý thoải mái, chủ động thư giãn. Ví dụ như lúc làm việc hay lúc học thì mình cũng có thể dành ra một vài khoảng thời gian để đi thư giãn. Ví dụ như đi uống nước này, đi ngắm cái bãi cỏ ở ngoài sân giống mình này. Sau đó thì mình lại quay lại và tiếp tục công việc. Nếu routine của mình hợp lý và cân bằng thì mình nghĩ là tự khắc bản thân mình cũng sẽ cảm thấy cân bằng hơn. Chị ơi, trước mọi khó khăn trong cuộc sống, sao trông chị vẫn luôn yêu đời vậy? Trông thôi. Thực ra thì sống trên đời mà mình nghĩ là bọn mình phải yêu đời chứ. Cho dù có lúc buồn hay là chán nản mấy thì vẫn không liên quan đến việc là mình sẽ yêu đời. Làm sao để tinh thần đỡ sầu hơn trong lúc bị tiêu cực giam lỏng ạ? Lúc đó thì mình sẽ nghĩ là mình đang ngược đãi bản thân lắm luôn. Tại vì bọn mình đều biết là những trạng thái sầu khổ, buồn chán, những cái trạng thái tiêu cực thì nó ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể của mình. Nếu đã nhận ra là mình tiêu cực rồi thì tại sao lần này mình không thử tin là mọi chuyện nó sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn? Sau đây là những câu hỏi mà mình không có câu trả lời. Làm sao để trẻ mãi không già? Cho em xin tip kiếm người như chú rể. Tại sao anh chị lại yêu nhau ạ? Theo chị thì thành phố nào đáng sống nhất ở nước Pháp? Chị Minh có tip gì để làm việc theo đúng kế hoạch không ạ? Em cứ luôn làm việc theo cảm xúc ý ạ. Khi nào mà có ai trả lời bạn câu hỏi này thì bạn phải nói cho mình biết với nhá. Chị chia sẻ cuộc sống của mình từ lúc ở Việt Nam đến khi sang Pháp đi ạ. Chú rể bảo là cái video này xem 7 ngày 7 đêm cũng không hết. Chị thích cuộc sống ở Pháp hơn hay ở Việt Nam hơn? Có ai bảo chị... Ba quyển sách chị yêu thích nhất ạ? Ba là một con số quá nhỏ. Giọng chị và cách chị nói chuyện rất hay luôn đấy ạ. Chị đã từng nghĩ đến việc sẽ làm podcast chưa ạ? Cảm ơn bạn. Kể từ hồi làm YouTube và lồng voice off của mình vào video thì mình mới nhận ra là hóa ra giọng mình cũng dễ nghe. Chứ trước đây thì mình không nghĩ như thế. Mình nghĩ nó khá trầm và không dễ chịu cho lắm. Và chuyện này thì mình sẽ nghĩ đến tại vì hiện nay thì mình thấy những câu chuyện linh tinh của mình nó phù hợp khi mà có những cái hình ảnh bổ trợ hơn thì mình cảm thấy như vậy thú vị hơn. Nhưng mà khi nào thấy ổn thì mình sẽ thử ạ. Chị lấy cảm hứng làm video từ đâu ạ? Cảm hứng cho video của mình thì chính là những cuốn nhật ký của mình, nơi mình ghi lại những cái sự kiện, những cái suy nghĩ vụn vặt, những chuyện xảy đến với mình này, những con người trong đời mình. Một ngày khi xem lại những quyển nhật ký cũ thì mình nhận ra là mình không có trí nhớ rõ ràng về cái ngày hôm đấy, không khí ngày hôm đấy như thế nào, mây trôi ra sao, bạn mình đã nói gì. Vốn dĩ mình cũng đã thích quay và chụp kể từ khi bố mình cho mình cái máy compact đầu tiên vào năm cấp 2. Mình muốn được xem lại những kỷ niệm cũ một cách sống động nhất với hình ảnh này và âm thanh. Thế là mình bắt đầu dựng video một cách hoàn chỉnh và chia sẻ với mọi người. Đây cũng là cách mà mình giữ nhiều kết nối hơn với người thân và gia đình, bạn bè ở Việt Nam. Khi video có hơn 1.000 lượt xem thôi là mình đã thấy vô cùng bất ngờ rồi. Bởi vì cái khởi điểm nó chỉ là một cái sở thích cá nhân rất là đơn thuần thôi. Thế nhưng mà mình không ngờ là nó cũng đem lại một chút niềm vui cho mọi người. Đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao là có những bạn sau khi xem video xong thì bảo mình rằng là bạn thấy lạc quan, vui vẻ và
Bình yên. Mình vô tình làm mọi người vui, rồi mọi người lại làm mình vui lại bằng những cái tin nhắn cổ vũ, chúc mình vui vẻ và hạnh phúc. Sao mình thấy điều đó vô cùng đẹp luôn ý. Tại vì bọn mình kiểu ở khắp nơi trên thế giới, chưa bao giờ gặp nhau, thế nhưng mà lại có một cái sự kết nối chỉ nhờ vào vài chiếc video. Nhờ các bạn mà mình cũng hiểu thêm bản thân mình hơn và biết thêm nhiều điều về cuộc sống. Và mình cũng thấy là những cái video này dù nhỏ thôi thì nó cũng có những cái giá trị về mặt tinh thần cho mọi người. Và đó là lúc mình bắt đầu có động lực. Mình muốn đem niềm vui ấy tới cho nhiều người hơn nữa. Bởi vì hóa ra niềm vui là một thứ gì đó rất dễ lan tỏa. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. Oh, this could be the best thing that I'll ever know.